Xin chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh Hàng Nhật của mình. Hôm nay mình soạn ra 13 món nha. Mình bán 13 số nè. Quay sơ qua cho anh chị xem. Hôm nay có hai thùng đồ nghề rất là đẹp luôn. Rồi, quay sơ qua. Lại có cái thước dây nè, cái thước dây mà dây inox. Rất là đẹp luôn. Mình xin nhắc lại là giá của mình để trên đây là giá mà đã bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Mình bán với hình thức là chuyển khoản, mình ship hàng nha, mình ship Viettel đó, nó cũng ship toàn quốc luôn, mình không có bán COD nha. Mấy hôm nay khách cũng hay nói là sao hàng đợt này gửi nó đến chậm, có thể là đợt này người ta nghỉ ở nhà nhiều nên người ta mua hàng online nhiều nên mấy cái công ty vận chuyển hàng hóa nó cũng hơi nhiều nên nó hàng nó hơi đi hơi chậm chút xíu nha. Mà thường thì nếu mà hàng đi nhanh thì có 2 3 ngày, còn đi chậm hoặc là ở tuyến huyện thì nó sẽ chậm hơn 5 ngày đến 7 ngày đó. Rồi. Có số điện thoại của mình thì anh chị có thể liên lạc bằng Zalo cũng được ha, mình cũng có xài Zalo. Xài Zalo thì nó tiện hơn thì mình dễ gửi hình ảnh nói chuyện luôn cho nó dễ. À. Số tài khoản mình để bên dưới là của ACB ha. Thì cần số khác thì anh chị liên hệ với mình nha. Với lại bây giờ mình bán món nào mình đã bán á, thì mình sẽ sửa tiêu đề. Sau đó thì mình sẽ đem xuống phần nội dung á. Mình bán rồi thì mình để ý đó cho khách xem là biết cái món nào bán rồi ha. 1 tuần thì mình sẽ dành ra 2 ngày để đóng hàng khách ha. Còn nhờ mình ưu tiên cho việc lấy hàng săn hàng, tại vì hàng hàng Nhật bãi này lấy rất là mất thời gian nên có hàng thì mình phải tranh thủ đi lấy, rồi mình tranh thủ dành ra 2 ngày để mình đóng hàng ha. Có anh chị mua hàng thì nhiều khi nó hơi chậm chút xíu thì thông cảm ha. Rồi mình bán mình giữ hàng cho khách thì mình thường giữ từ 2 lít đến 3 lít thôi nha, mình không có giữ lâu nữa. Nếu mà khách nào mà cứ kêu mình giữ hàng mà không lấy hàng thì sau này mình không có giữ hàng cho khách đó nữa nha. Rồi, giờ bán món số 1 nha, cái đèn cáp quang nè. Cái đèn cáp quang này mình bật lên cho nó có sáng nè. Cái đèn này thì cái dây nó dài được cỡ 2 mét á. Dây nó dài 2 mét. Để nó làm cái dạng nhỏ vậy để mình soi rọi ở trong cái mấy cái góc hẹp á. Cái này cáp quang, phía trong đây nó có cái đèn, ở đây những sợi cáp nha, những sợi cáp nó nói ra, mà cáp thì nó rất là cáp Nhật thì nó rất là trong nên nó ánh sáng nó rất là tốt để mình rọi mình làm việc, mình coi những cái chi tiết gì đó nó không có bị chói mắt của mình ha. Đây để mình mở ra bên trong coi đo kích thước của nó. Rồi, cái kích thước nè. Cái này là món số 1 nha. Cái đèn này cũng rất là gọn luôn á. Cái đèn này kích thước của nó là 23 ha. Cái hộp của nó ở phía trên 23, phía đuôi này chắc cỡ 24. 24. Còn cái thân của nó cao là 10 13 ha. 13. Cái bề dày của nó là 7 ha. Cái này nó thiết kế dạng gọn. Đây cái ngoại hình bên ngoài của nó nè. Cái hiệu là Moritex. Moritex. Cái lô hàng này mình lấy hàng công nghiệp nên chất lượng nó rất là tốt luôn á, mình xài rất là ổn định, rất là tốt. Mở ra xem. Đó, ở trong nó có cái bóng đèn vậy nè. Cái bóng đèn. Cái này đứt thì mình cũng thay được thôi. Cái bóng đèn nó cũng ghi chữ Japan. Cái này là món số 1 ha. Cái này thì sử dụng điện 100V nha. Thông số nó có cái gì ở đây nè, đó. Điện 100V nha. À.
thông số nè, Moritex Made in Japan. Đèn này mua mới thì giá cũng rất là mắc. Cái quạt ở đây nó cũng của quạt này cũng của Nhật luôn, quạt giải nhiệt cũng của Nhật luôn. Cái này thì nó làm nhỏ gọn nè. Cái này xài điện 100V nha. Cái dây cáp nó dài, cái dây cáp nó dài 2 m, dài hơn mấy bữa mình bán. Cái loại trước mình bán thì dây nó ngắn hơn, còn loại này dây nó dài hơn. Giá mình bán là 580.000 bao gồm phí vận chuyển nha. Có anh chị em nào ở gần á, quận Bình Tân á, thì lại lấy thì mình sẽ bớt tiền ship nha. Mình cũng thích lại anh em lại nhà lấy thì mình đỡ mất thời gian mình đóng gói, tại một ngày mình đóng gói cũng nhiều. Rồi đèn cáp là món số 1. Hôm nay nó có cái sợi dây cáp này dài nè, thường bữa nó có sợi cỡ chừng mét hơn nè, nó dài. Để mình mở ra mình cho coi cái độ sáng của cái cáp nè, cái này ý ánh sáng thường ha, mình che lại nè nó tối liền nè, thấy không? Mình chỉ lấy ánh sáng ngoài trời thôi đó mà nó đã sáng như vậy rồi. Một sợi cáp nó rất là trong. Đèn, cái đèn này cũng khá là sáng. Rồi, món số 1. Mình ở hàng ở đây mình quay chậm ha, kỹ cho các anh chị xem chốt hàng ha. Chốt hàng thì chốt món nào thì mình sẽ để là món đó sẽ bán rồi, thì mình sẽ từ chối những khách sao, nên là xem kỹ ha, chốt hàng ha. Rồi, món số 2 là hôm nay mình bán hai cái thùng đồ nghề nè. Hai cái thùng đồ nghề nó rất là đẹp luôn á. Món số 2 nha. Là thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề này nó còn mới đẹp cho nó, mình mua giá nó cũng hơi cao. Đây. Thùng đồ nghề ha. Made in Japan ha. Toolbox. Đây nó hiệu của hiệu của ai đây? Là mã vạch 49 nè, hàng Nhật ha. Mình chỉ bán hàng Nhật bãi thôi. Là hàng nội địa Nhật á, chứ mình không có bán hàng ở đây lên nha. Đây, đó, mình coi cái ngoại hình của nó rất là đẹp luôn á. Đây cái khóa này nó cũng còn mới, mà cái hộp này nó hơi cấn cấn đây chút xíu rồi, nên mình bán giá 300. Còn cái hộp bên kia thì đầy đủ hơn, cái bán giá 330. Hộp này nó gọn gàng, làm thiết kế rất là chắc chắn ha. Đây, kích thước của nó là bề ngang của nó là 36 nha, 36 bề dài nó 36, còn bề rộng của nó là cỡ 16 nha, 16. Đây, bề cao mình đo chỗ cao nhất đi, cao nhất là cỡ 11 nè, 11 nha, chưa tới 11. Đây, mình mở ra bên trong rất là đẹp luôn á. Bên trong nó có dùng rồi nhưng mà nó dùng cũng ít rồi. Bên trong nó còn sáng bóng luôn á. Nước sơn zin hết ha. Mình không có sơn lại mấy cái đồ này đâu. Đó, coi kỹ ha. Cái này là món số 2 giá 300.000 ha, bao gồm phí vận chuyển. Đây có cái đồ để mình móc khóa qua được nè, mình có cái ổ khóa nhỏ nhỏ mình khóa lại. Cái này thì mình để đồ nghề quá đẹp, hoặc là anh chị muốn để tiền cũng được, quá đẹp luôn đó. Muốn để tiền vàng trang sức nó cũng gọn. Rồi cái này là thùng đồ nghề này mã số 2 ha, nó có móp đây chút xíu à, kỹ mới thấy, mình sơn mình cũng không thấy luôn á, nên mình bán giá 300.000. Nó hiệu là Tresco, ở dưới cái quai nó có ghi cái hiệu Tresco. Tresco. Rồi, đây là món số 2 nha. Tiếp theo là món số 3 thì nó cũng vậy đó. Mà cái thùng này thì nó không có bị cấn mớp gì hết. Món số 3 cũng Made in Japan. Cái tem đây thì nó có ghi chữ Tresco.
kích thước nó cũng như cái kia y chang ha, mình khỏi đo lại mất thời gian nha. Rồi, cái khóa nó cũng y chang vậy, bên trong nó cũng đẹp, mà cái này nó không có cái tấm lót, nó bị mất cái tấm lót rồi. Cái này là món số 3 ha, cái thùng này thì không có bị cấn gì hết, mình bán giá là 330 bao gồm phí vận chuyển ha. Kích thước nó cũng bằng cái kia luôn. Rồi. Mặt dưới nó có xài rồi, nhưng mà cái hàng này nó cũng dùng ít thôi. Justco. Tay ở dưới tay nó cũng có ghi cái chữ Justco nè. Rồi, mã số 3 là 330 nha. Rồi. Tiếp theo là món số 4 nha. Số 4 hôm nay là cái thước dây rất là đẹp luôn. Thước dây này cũng đẹp mà nó nặng nữa. Đây, thước dây. Để mình đo kích thước bên ngoài trước ha. Đây, từ cái quai này xuống luôn tới dưới đây luôn là 22 ha. Mình đo vậy đi cho anh chị dễ hình dung kích thước nó. Còn cái cuộn nó qua là cỡ 14 đi. Bên đây qua là 15 hơn nè. Đó. Cái thước dây này nó có cái đặc biệt là nó, cái dây nó không phải bằng dây nhựa thông thường, mà là cái dây nó bằng inox. Inox. Nếu mà giờ này nó lấy ánh sáng mới được. Đây, dây bằng inox ha. Cầm cái cuộn dây này cũng nặng tay lắm, rất là chắc chắn luôn. Đây. Cho coi cái dây nữa ha. Cái dây nó làm bằng inox nha. Cái nóc không rỉ nha, mà nó độ dài của nó tới 50m rồi. Đó, dây nó bằng không rỉ nè, chất liệu không rỉ ha, stainless steel. Cái này nó dài, có ký hiệu super nè, ký hiệu super là hàng nội địa nha. Ở đây lấy chữ ở dưới đây không, nó đọc cái chữ dưới đây thôi. Stainless steel nè, super nè, cái này hiệu của nó là Yamayo 50m nha, cuộn nó gọn vậy nhưng mà nó tới 50m lận. Yamayo, nó có công ty nè, ở đây nó ghi là hàng sản xuất ở Nhật nè, Made in Japan ha, nó đẹp, rất là đẹp luôn á, dây nó đều với nhau, hàng này nó dùng rồi nhưng mà nó dùng lướt thôi, rất là chắc chắn luôn. Cái thường thuốc dây này mình xài, không biết chừng nào mới là hư, mình xài kỹ đi, nó thì nó không có bị gãy gập đây, nó rất là đẹp. Cái này thì mình xoay vô đấy, mở ra mình xoay vô, còn nếu mà mình muốn khóa lại thì mình để chiều này nè là mình xoay hết được đó, sẽ khóa lại nha, khóa lại. Muốn xoay vô thì mình mở lên mình xoay vô. Cái này giá của nó là 800.000 ha, 800.000 bao gồm phí vận chuyển luôn nha. Còn có nếu lại nhà lấy thì mình sẽ bớt. Thước dây 50m, dây inox nha. Đây, có hiệu của nó nè. Nó còn đẹp, rất là đẹp luôn á. Cái này nó có dùng rồi mà nó dùng lướt thôi. Rồi, cái này là cái món số 4 nha. Số 4 là 800.000, bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi, rất là nặng luôn. Cái cuộn này mình vận chuyển cũng tốn 5 mấy 60 nghìn. Rồi tiếp theo là món số 5. Món số 5 là cây kìm nè.
Cái kìm cộng lực, cái kìm này hiệu của MCC nha, để thấy nó mới đẹp quá đi, kích thước của nó là 300, nên đo lại kìa. Đúng rồi, 300 á, hơn á, này nó hơn chút nè. MCC mới đẹp lung linh luôn, có xài chắc có xài mà nó dùng lướt thôi, cái lưỡi của nó rất là mới luôn á. Cái lưỡi mới đây, mặt sau của nó nè, sau nó ha, coi cái lưỡi nữa nè, này nó ghi cáp 5 mm. Cái này nhìn mà mình cắt lưới B40 rồi cũng ok. Còn hàng còn mới lắm, rất là đẹp luôn ha. Cái này mình bán giá là 270.000 ha, bao gồm phí vận chuyển luôn. Cái này nó qua cỡ 5 năm rưỡi nè. Kìm cộng lực, lưỡi còn rất là mới ha, không có bị mẻ nha. Giá là 270.000 nha, đây món số 5. Rồi, món số 5 270.000. Rồi, tiếp theo là món số 6. Món số 6 là cái cảo sên nè. Cảo sên. Đó, món số 6. Cảo sên này cũng rất là nặng luôn, rất là chất lượng luôn. Hiệu của nó là Full Titan nè, ký hiệu là FK8 nha. Đây, mặt sau của nó nè. Mình chỉ bán hàng Nhật bãi thôi nha, mình không có bán hàng đây lên. Anh chị hỏi mình bán hàng đâu, lâu lâu cũng có anh chị hỏi mình lấy hàng đâu. Đây, cái này cái cốt của nó nè. Đó, cái cốt của nó là mấy đây, 5 rưỡi, 5 rưỡi đúng rồi, có của nó 5 rưỡi nha. Xoay rất là nhẹ tay bình thường thôi. Cái răng ở đây cũng còn đẹp hết nha, xoay nhẹ tay răng còn đẹp hết. Đây, đo cái chiều dài của cái cảo này là 16 cm á. Cái này bề ngang qua là 12 ha. Đó, bề dày là nó rất là nặng, là chắc chắn luôn đó, gần gần 3 phân. Rồi hẹn mỏi tay quá. Cái cảo này mình bán là 550 nha. Cảo sơn 550, cái cốt là 5 ly rưỡi nha. 550 bao gồm phí vận chuyển luôn. Cái đồ nặng này vận chuyển xa cũng đó là tốn tiền ship. Rồi, cái cảo sơn Full Titan là món số 6. Qua món số 7 là cái cặp dũa này. Cái này là cái dũa. Cái dũa này là chắc là dũa dầu nha. Dũa dầu, đá dầu, đá mài, chứ quên, dũa hoài. Đá mài. Rồi, kích thước của nó là 11 hơn nè. Đây, cao của nó là 4 nè. Bề dày của nó là gần 2 ha. Gần 2. Đó, cái này nó cũng còn mịn đẹp. Bình thường đá dầu nó mịn lắm. Mình bán chung với lại cái dũa này. Cái dũa này là để dùng cho máy khoan hoặc máy bắn vít nè, để mình mài mấy cái mũi khoan á. Cái viên đá mài ở trong đây thì nó còn rất là đẹp nè. Đó, viên đá mài nó còn đẹp ha, còn mịn nè, mình thấy cái màu sắc của nó đây. Ở đây nó có ghi những cái rãnh để mà mình để cái mũi khoan vô nè, từ 2 đến 5 ly là mình để cái rãnh này, để từ 5 đến 8 ly mình để rãnh này, từ này mấy này,
từ 8 ly đến 12.5 ly để rãnh này. Để vô đây thì mình, ở đây mình kẹp máy khoan hoặc máy bắn vít, nó xoay ở đây mình giũa được. Kích thước của nó nè, chín nè, dài qua là mình đo phỏng phỏng đi là 17 đó. Cái này là cái set mài mũi khoan và đá mài là 250 nha. Rồi, bao gồm phí vận chuyển nha. Cái viên đá này cũng còn khá là đẹp, nó có mài sơ sơ, nó không có mòn nhiêu, viên đá còn đẹp. Đá này là dầu, cái này là dầu, đụng tới là dầu không. Rồi, món số 8 là cái cặp kềm nha. Số 8 là cái cặp kềm. Cái kiểu kềm này là kiểu của kềm của King. Cái kềm này của King nè, cái hiệu Super nha. Cái lưỡi còn rất là sát sao, không có mẻ nha, răng cũng còn đẹp luôn. Răng nó còn đẹp nè, đây nó dính bụi bụi đen đen thôi, tại vì mình không có vệ sinh. Đây, Super. Cái kềm này kích thước của nó là 18 rưỡi nha, kìm chết, lưỡi còn bén nha, không có mẻ nha. Sát ha, mình bán chung với lại cây kìm Mary nè. Mary cái hàng kiểu hiệu này nó chuyên làm về các loại kìm, mà kiểu dáng của nó thường nó làm rất là độc lạ. Nhiều cái kìm mình cầm lên mình không biết mục đích của nó là xài cái gì luôn á. Hiệu Mary nè, nó làm cái kìm cũng rất là chắc chắn á, xài rất là ok. Nó hay làm kiểu dáng lạ lắm. Đây là 16 ha. Đây mình kẹp cái gì tròn tròn, mình gấp cái gì, cái lò xo thì rất là tốt luôn á. Hiệu Mary này cũng khá là nổi tiếng nha. Mình kẹp cái gì tròn tròn như mình gấp như vậy hả. Rồi, cái cặp kềm này là một cái là của King ha, một cái là của Mary nha. Mary là cũng kềm nổi tiếng của Nhật á. Ký hiệu của nó là GF22 nè. Cái mũi của nó mấy cái đầu này còn đẹp hết á, khá là mới luôn. Cái này là món số 8 giá 250 ngàn nha, cặp kềm. Cặp kềm 250. Rồi. Cái này làm tiếp trễ, trời nắng quá, nói nhanh nhanh. Rồi qua món số 9 là cái bộ lưỡi cưa, với lại mình bán chung với lại cái dao rọc giấy nhỏ. Này nói trước cái dao rọc giấy nhỏ đi. Cái dao này của Upla nè. Ở đây nó có làm cái nhựa mềm để mình cầm không có trơn tuột. Dao Upla ha. Dao dao Nhật nha, dao Nhật. Lưỡi cũng Nhật. Lưỡi là lưỡi mình lấy hàng mới trong hộp ra nha, mà cũng hàng nội địa Nhật hết nha, chứ mình không có mua lưỡi mới ở đây mình thay vô. Bởi vì ai hỏi mình bán lưỡi dao không, mình ít có bán lắm. Mua thì mắc mà bán lưỡi so sánh với giá tiền ở đây thì lưỡi ở đây thì nó rẻ lắm. Lưỡi này mình vô nhà sách mình mua rẻ lắm. Dao này là dao loại nhỏ đó, nhỏ nhất. Dao thường dao rọc giấy nó có 3 size mà loại là loại nhỏ nhất nè. Lưỡi này thì mình vô nhà sách mình mua có hết ha. Rồi, rọc giấy mình bán với lại cái cưa. Cái cưa này là kích thước của nó nè, chiều dài của nó đó, mình 2 tấc ha, mình đo xéo xéo là 2 tấc. Đây cái chữ nè, thép không rỉ ha, siêu kỳ. À cái hiệu siêu kỳ nè, cũng chuyên làm mấy cái cưa xếp nè, cưa xếp rất là đẹp, nổi tiếng lắm á, siêu kỳ. Để nó làm cái cưa này độc lạ nè, nếu để cưa cái gì lưỡi của nó cũng lạ lắm, mà còn mới nha, lưỡi còn mới đẹp luôn á, không có bị mẻ đâu đó. Răng nó còn đều rờ vô nó còn mới đẹp. Đây cưa siêu kỳ này nổi tiếng lắm nè. Đúng không? Rồi cái cưa này cầm thì mình cưa ha, cầm này cưa cũng được. Đây, nó có 2 thế cầm, lưỡi mới đẹp, không có bị
mẻ nha, lưỡi là thép không rỉ nha. Cái này mình bán chung với nhau là cặp như vậy nè, cái cưa với dao rọc giấy là giá là 220.000 ha, bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi, món số 9 và món số 10. Món số 10 là cái vòi hơi. Vòi hơi nè, vòi hơi này mình đã test rồi nha, không có xì nha, kính thì kính luôn. Đây mình bấm đó, nhẹ nhàng ha, cái vòi hơi nè, vòi hơi Made in Japan ha, đã test rồi, ok, không xì nha, của Work Tool nè, Work Tool. Rồi cái vòi hơi này mình bán với lại cái van này nè, cái van này thì không biết dùng cho hơi hay dùng cho nước, mình thấy là rất là đẹp nè, cái bi trong đây rất là đẹp, đẹp quá nên mình lấy luôn. Mình đo cái kích thước của nó đây, cái vòi hơi nè, nó kích thước của nó dày 9 cm ha. Còn cái này thì mình kẹp cho mình đo thử đi, mình đo nó cỡ 14 rưỡi nha. Còn cái răng trong nè, răng trong là của nó là 19 ha, răng trong 19. Rồi cái này là vòi hơi mình bán với chung với lại cái van này là 300.000 nha, bao gồm phí vận chuyển nha. Vòi hơi để mình đo kích thước, đây vòi hơi của nó là 12 rưỡi nha. Vòi hơi này thiết kế nhỏ gọn 11, thiết kế nhỏ gọn ha, trong lòng bàn tay, tay lớn thì nắm gọn. Rồi tiếp theo là món số 11 là con dao, con dao cán gỗ, dao cán gỗ số 11 là giá 200.000 ha. Dao cán gỗ nè, dao này để dành đi phượt, đi đâu đó, mình có mình dùng rất là tiện, xếp lại con dao này lấy nó tại vì nó quá mới đi đó. Mở ra nó kích thước là cỡ chưa tới 2 tấc, gần 2 tấc, cái lưỡi nó còn quá mới đẹp luôn á, mà nó có hiệu Hosan nữa nên mình lấy nè, cái lưỡi nó là còn bén lắm nha, không có mẻ gì đâu đó. Còn rất bén mới luôn, đây có chữ Nhật nha, nó mộc, nó đóng mộc luôn. Rồi cán gỗ cũng còn đẹp, ở đây thì có cái đồ để treo nè, để cho dân đi phượt đó. Coi Ơi rồi chút xíu ha. À, đây nó còn mới đẹp ha, nó không có bị rỉ sét. Rồi cái dao xếp này mình bán là 200.000 ha, có đồ để móc treo nè, dao xếp. Rồi tiếp theo là món số 12. Món số 12 là cái dụng cụ đa năng nè, dụng cụ đa năng là mình mở sẵn ra rồi nè, cái này mình đếm coi nó bao nhiêu chi tiết nha. Đây là 1 2 3 4 5, 5 chi tiết. Cái này để khui nè, mấy cây này để nại đồ, nại mấy cái đồ cứng cứng, cái này để đồ giũa móng tay nè. Còn cái này là cái gì thì không biết, nại luôn quá. Còn này cây để mở vít, cái đồ dụng cụ đa năng này nó không có thương hiệu nhưng mà mình thấy chất liệu nó cũng ok nên mình lấy luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ở đây nữa là 12, 12 chi tiết ha. Nó không có hiệu nhưng mà mình thấy chất liệu nó đẹp nên mình lấy luôn, giá nó cũng tốt. Đúng rồi, 12 có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dưới đây có cái tâm, cái nhíp nữa nè, nhíp đây nó là 12 nhíp nhỏ để mình, cái này để dành đi phượt đi xa có dùng. Còn ở đây nó có cái lỗ để mình để cái tâm nè, nhưng mà nó rớt rồi, cái tâm này cũng ít xài lắm. Này mấy cái lưỡi cưa à, xếp vô bớt nha, lưỡi cưa ha. Cái này cái đồ khui, đồ
vui nè, còn cái này kéo, cái này cũng còn bén hết á. Rồi 12 chi tiết, thiếu một chi tiết là cái tâm thôi. Hai con dao nè, dao lưỡi còn bén nha. Thấy à, không bén nữa này nữa. Cắt không được, không không có thế. Ừ. Cái này này mình bán chung với lại con dao dọc giấy nhỏ này nha. Đó, dao dọc giấy nhỏ nha, của Upfla luôn, giống cây nãy á, cây cây này của Nhật, và lưỡi lưỡi Nhật nha, hàng nội địa hết. Cái này mình bán giá là 200.000 nha, bao gồm phí vận chuyển. Rồi món số 12. Món số 13 là cái cây mỡ lọc nhớt. Mỡ gì? Đa năng. Mỡ đồ đa năng á. Nè, nó hiệu của nó nè. Nó mở từ 30 đến 54 nè. Đó. Hiệu Tony. Tony Bay. Nó kia kìa. Rồi, để mình đo kích thước nó nha. Rồi, kích thước của nó nè. Ở 25 cm á. 25. Ở đây nó cũng có ghi thông số là từ 30 đến 54 nha. Ở đây nó cũng ghi 250 nè, kích thước nè. Cái này mình bán là giá là 220.000 nha, bao gồm phí vận chuyển luôn. Rồi, 13 món, hôm nay mình bán 13 món nha. Đó. Đa năng lớn nhỏ. Rồi, các anh chị nào mà chuyển khoản cho mình thì nhớ nhắn tin cho mình nha. Cái gì anh chị cũng quên á, nhắn chuyển khoản xong không nói là mình không biết tiền của ai đâu. Rồi. Còn cái đèn cáp quang này là điện 100V nha. Cái dây hôm nay dây cáp nó dài nè. Cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh của mình nha. Thường thì mình lên clip nếu mà sớm á, mình lên khoảng lúc 4 đến 5 giờ. Còn nếu mà lên trễ thì mình lên khoảng lúc 6 giờ, 7 giờ ha. Rồi, để anh chị tiện theo dõi nha. Rồi, xin chào nha.